Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đến với kênh Văn Trường Gia Đình của mình. Nay mình sẽ làm một cái mặt nha. Và cái này là khách gửi tới mình. Và trước khi vào video á, những người cô bác anh chị mà mới xem video mình lần đầu tiên á, cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký nha mọi người. Và có thấy hay thì chia sẻ mọi người cùng xem. Và cảm ơn những anh em đã luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Và bắt đầu lại câu chuyện là đá này thì khách gửi cho mình làm một cái mặt, cái chuyện giống hình cái chuông nha mọi người. Cái đá này là nằm phía dưới này. Nói chung mới lần đầu gửi hình của mình thì mình có hình tượng ra nó sẽ nhỏ, nhưng mà cái này nó lớn nha. Và có đá nhỏ này cùng đón xem hết video với mình nhé. Ok, let's go. iPhone 14 rồi, đó 15 này, 15. Làm chưa sao giấc ngủ không được. Làm tay thủ công hoàn toàn hết nha, khó từ khó cho tới mắt đều làm tay hết nha, và khó này khó hợp nha. Đó. Ok, cảm ơn em trai rất nhiều, giờ đóng hàng gửi cho em trai nha, gửi cho em quá nha, chúc em đều nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha, thành công hơn nữa nha em.
Và đây là cái thành phẩm nha mọi người. Sau khi vô đá và đánh bóng xong, mình cũng đã hoàn thiện xong cái mặt dây chuyền. Mọi người coi những cái kết nối giữa viên đá và phần bạc, nó rất là liền nhau và ôm sát nhau nha. Mọi người thấy đẹp thì nhớ đăng ký kênh và like share ủng hộ mình nhé.